Chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì hắn cho các bác biết là mâm cỗ ở đám hỏi nó như thế nào. Đấy. Đây là những cái món ăn rất là đặc trưng mà người ta đang làm ở đây. Đó. Rồi là mâm cỗ. Kích thích dân nhậu chưa? Đây. Đây là nguyên tôm hùm bông à. Các anh chị em đang chế biến các món, các cô bác. Tôm này là mình từ đâu xuống nhỉ? Sài Gòn xuống một Sài Gòn, Sài Gòn. Đây. Ôi, đây là bà chủ đưa tôm hùm lên đây. Xuống nhà lên xuống dãy màu đẹp quá ha. À, màu đẹp, tuyệt vời. Xuất sắc. Tuyệt vời. Dạ, dạ. Cảm ơn thôi. Hà tôm hùm. Đó, rồi, các bác đây. Bỏ xuống rồi, chú ơi. Ở bên này vẫn còn tôm nữa à? Ồ. Đây. Đây đang chế biến đây. Đẹp quá nhờ. Đẹp không? À, tuyệt vời. Cái này mình còn còn trọng điểm lên trên này nữa. Thế à? Còn bên này là bánh ấy à? Bánh bao. Bao chiên. Tôm đây. Còn hai con này nữa thôi phải không chú? Lấy con gì đó hết tự nhiên. Gà xé này. Cái này mình tí nữa lẩu ra canh nha, canh lẩu đấy ạ. Vâng. Tôm này tí nữa làm gì đây bác? Dúng lẩu. Dạ tiệc luôn. Thua luôn nha. Cái này mà có cái bông hoa quả súng quá ha. Để vô là đẹp. Đẹp. Vâng. Này qua bằng lăng á. Qua bằng lăng. Cái này là mỗi mâm một lấy này đấy ạ. Vâng ạ. À. Thế này là hôm nay là có bao nhiêu mâm nhỉ? 22 mâm. Thế phải 22 đĩa này chứ. Đúng rồi, chị mình làm chưa xong. À, đâu đang chế biến đâu nữa? Đang sau à? Đang làm, đang hấp. À đây ạ, đang hấp đây ạ. Rồi em đi dọc qua đó đi chị, rồi dọc cái xong 50 cho. À. Rồi. Rồi. Cái này mình đang hấp đây. Đang hấp ạ. Giờ nó chín đấy. Vâng. Còn đây là bánh bao chiên. Gà quay. Vâng. Bánh bao chiên ăn với gà quay. Đó. Và trong này chủ yếu các bác thấy là hải sản nhé. Ngoài Bắc thì các bác đa phần là thấy gà, vịt, lợn này, dê, bò này. Nhưng mà trong Nam thì vào ấy miền là tôm là đầy. Vâng, tôm cá đấy. Vào đây là cứ phải tôm cá. Quay đi, tên gì nói về cho ta coi. Kênh của em á. Kênh em là Nguyễn Tất Thắng. Em ở ngoài Hà Giang vào đây. Còn các bác là hải sản gì nhỉ? Vừa nãy của chị ấy rồi đúng không? Chị chủ tự nhiên lại quên nhỉ, vừa nãy nói giới thiệu. Đây là của Tiền Giang nữa. Dạ. Cho thêm vô nữa chứ gì vậy chị? Còn nữa lấy vô luôn đi. Cái này mình là kéo này cắt dưa đây trước. Vâng. Mình dập cái lưng đó. Dập cái lưng nó. Cái nhóm của chị là đây. Đây à? À đây. Wow, đấy các bác ơi. Đấy. Các bác nào ở miền Tây thì có thể liên hệ. Đồ dùng đám cưới, rồi là tiệp tùng, rồi là tất cả những cái gọi là ma chay cúng bái phù phép, làm nhà bốc mả, làm tất. Đó.
cứ đâu có cũng là làm. Đấy. Giúp đỡ tận tình là mỗi lúc mọi nơi. Đó, tận tình luôn đấy. Mỗi mâm này là bày mấy con nhỉ anh nhỉ? Một chục. Mười con. Mười con. Lại tiếp tục ạ. Cho nó gọn đi rồi thôi, tôi lên đẩy cho nó gọn. Cái nước mình đun nó này rửa. Nước rửa. Con thơm này nó bị xỉu là do mình ngâm đá xỉu. ngất nó bị ngất trong này rất nhiều cái nụ hoa bí này nhá. Đấy. Nụ rồi. Nụ hoa bí đực. Để ăn lẩu. Hậu cần đây ngoài thầy con lên vì thất gia mà lòng hà cũng nghe mừng vui. Bây giờ thì đang đến vào bữa rồi, là anh em sẽ đi mời và giao lưu nhau rất nhiều. Đấy, đây là những cái mâm mà anh em làm YouTube này. Còn đây là những mâm mà các anh em họ hàng, cô bác này cũng đến đây này. Hôm nay thì chơi cả một dàn nhạc rất là lớn, các bác nhìn thấy bên này. Đấy, nhảy múa suốt từ tối hôm qua đến trưa nay. Đó, rất nhiều những cái mà khác biệt ở ngoài Bắc và trong này. Ở trong này thì họ chỉ nhậu bia và bia uống rất nhiều. Đó. Ngoài Bắc thì đa phần các bác thấy là thời tiết có lạnh thì anh em là uống rượu. Em giao lưu với cả mâm mình chút nhỉ? Anh mời mối sầu riêng. À, sầu riêng à? Còn cái cốc nào nhỉ? Vâng. Còn đây em cốc này được. Đâu, của anh không? Của anh đâu? Được rồi, đây của anh đó. Vâng. Em xin phép mời mâm mình chút nhỉ? Vâng. Đây là vào lên Hàng Giang cái. Vâng. Vào lên Hàng Giang để anh em mình. Em cũng có một cái nhà hàng nhỏ, rất mong rằng là có bia Camel cũng qua để ủng hộ các anh em. Tăng tốc với nhau. Hôm qua ai gặp Thái rồi, cứ 3 phút. Nhớ nghe. Rồi, em mời các anh. Rồi, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Mời mối sầu riêng. Vâng. Mối sầu riêng đi. Vâng. Ok Thắng. Vâng, em mời anh. Anh là chuyên bên sầu riêng đúng không? Đúng rồi, ăn cả lại nhá. Ăn cả lại nhá. Hôm qua ngồi đến 2 giờ anh ạ. Hôm qua các chị em đây nhiệt tình quá. Hôm qua các phi ngồi bên nhà gái cực là mạnh. Vâng. Cái này chơi tay à? Bóc lại luôn. À, nhà cứ cầm luôn. Cầm luôn, đông đá. Nè cầm luôn đi. Lấy khăn giấy cầm nha. Ừ. Cầm đá. Rồi.
lần đầu tiên đã ăn sầu riêng ấy. Vài bữa nữa ra cái lại quay vô giữa thoải mái luôn. Đây à? Ăn mình đang lúc đầu này mình ngửi mùi là mình không dám ăn bao giờ. Đấy. Thế à? Thế à? Hôm nay quen chưa? Em ơi anh. Mời anh nhé. Không ăn uống này quên này không có thoải mái gì mới đã tôi biết chưa anh kia mà có ông luôn luôn anh kia bây giờ này anh kia này ông một hai anh kia đây khác bác là gì đúng quân à quân quân bằng đông tân đê là cái anh ngồi bên tân đê uống chưa anh uống dùng chưa thế là anh hải ngoài rồi cảm ơn ôi ôi suốt 2 giờ đêm rồi. Anh ơi, anh Thắng này uống rồi em đi rồi. Thôi. Hôm qua phải có người kéo nó mới đi ngủ. Nhưng mà chú thấy là anh em tổ chức chăm sóc chú như thế là ok chưa? Ok. Chú đáo không? Chú đáo. Anh biết là hơn chục cô gái. À, anh em mình mời mâm chút nhỉ? Vâng. À, xin phép được. Đâu rồi? Anh. Lực sĩ. Anh cái đá nhỉ? Vâng. Đá. Không có đá. Go, gái nhỉ? Vâng. Nào. Mười ba. Hai ba. Uống thế nào? Lên. À, hai vợ chồng kia uống phải không đấy nhỉ? Hai con ngày 17 đấy em ạ. Sao vậy? Sắp xếp ra Hà Giang chứ? Dạ, em ra ngoài đó là em sẽ đi lên bữa tân gia nhà anh Hải á. Tụi em gấp quá. Chứ mà nếu mà ở lại rồi tụi em đi Hà Giang thì không giờ nữa rồi. Qua Thái nhà Việt nhé. Qua Thái nhà Việt cũng chơi hơi căng đấy. Em chúc mai qua Hà Giang là luôn luôn có nhiều sức khỏe nha. Ok. Toàn tỉnh luôn. Vào đây từ hôm qua đến giờ cứ 2-3 liên tục. 2-3. Bây giờ thôi là sao? 2-4 đi, 2-4 như thế này á. Đó chứ là 2-3 là đúng. 2-3. Gặp anh này là 2-3 là đúng. 2-3, 2-3 là chuẩn bài đấy. Rồi, 2-3. Go. Vâng, con chào Má Nhi. Vừa, căng quá. Trả nha. Hả? Lát là phải trả nha. Trả gì? Thì bây giờ là anh đi quay bia nè. Lát là em tính lại. Sao? Sáng nay khỏe không anh? Khỏe, rất là khỏe. Cảm ơn đánh cua nhá. Hôm qua hát tặng mấy bài hát. Cái đội mình chát của mình đâu rồi. Nhưng mà phải nói là nhiệt tình, quá nhiệt tình. Hôm qua là ánh cua là đến cuối cùng luôn, người cuối cùng trên sân khấu. Đám ở miền Tây là mình phải quẩy như vậy mới vui. À, okay. Sáng hôm sau có buồn ngủ cắt máy cũng phải là dạy nhậu tiếp. Mà ánh cua là chính gốc là miền Tây đấy nhỉ? Dạ đúng rồi. Phải không nhỉ? Dạ. Cà Mau nhỉ? Dạ, lấy em khác bài áo mới Cà Mau tặng anh nữa nha. À rồi, ok. À rồi. Áo mới Cà Mau à? Đây, cái nước đầm dơi. À, đầm tươi. Tự đồng cái lại nha. Anh Hùng là hay lôi cái đĩa
để cho anh Nguyễn làm dơi ra chứ mẹ mẹ. Rồi, cảm ơn em. Đó kéo quán bún nước lèo của em nha. Ok. Bún nước lèo của anh cua. Dạ. Em là Phan Đi Hùng. Phan Đi Hùng. Dạ. À. Hùng và Võ Sư Lộc. À, Võ Sư Lộc bên kia. Hai bạn là chung một kênh nhỉ? Dạ đúng rồi. À. Cái đầu vừa rồi ra là em phải về, em chưa có dịp em ra anh á. À. Đợt này anh Hải đợt này lại ra đây. Mấy anh em lại chuẩn bị sắp xếp ra đi. Dạ, à. Em sắp xếp. Mình ở Hà Giang. Dạ em biết rồi. Cũng cách anh Hải cũng khoảng tầm 400 cây đó. Nào! Hay ba! Hay ba! Hay ba! Cô dâu với chú rể chưa thấy cảnh này, đang còn đeo vàng ở trong. Thôi cũng còn đeo hả? Nặng quá, bây giờ vừa nãy là mất một tiếng đeo vào, bây giờ mất một tiếng nữa tháo ra. Rồi cảm ơn các em nhá. Đám cưới rượu à, rượu à, rượu à. Ôi cho rượu đi, cho rượu đi. Cả rượu. Từ nãy giờ xã bia căng quá. Khấu vai lèng à. Đây là rượu khác. Thì em phải đưa rượu khấu vai lèng về đây. Đi về đây đám cưới vui không anh? Vui quá. Đám hỏi thôi. Đám hỏi. Đám hỏi mà anh nói đám cưới đấy. Đám hỏi như đám cưới luôn nhỉ? Hơn nhà đám cưới ấy. Nhận vui. Hôm qua nhậu. Đâu rồi, đâu rồi anh? Trời ơi. Sao này nhìn xỉu thế? Vâng, à, em mời anh. Rồi. Vâng. Mời anh em. Dạ. Anh em mình hôm nhậu ở nhà. Không. Đây. À, chơi luôn. Hôm nay anh em mình nhậu bữa đầu tiên ở Hà Giang là ra bên Hạ Thành quán. Vâng. Thành đưa đến đấy. Dạ vâng. Vâng. Thành đưa đến anh uy tín đấy. Vâng, uy tín, quá uy tín. Cảm ơn Hạ Thành quán nha. Dạ vâng, em mời các anh. Ba anh em mình bắt chửi nhau và mình tay uống rượu với nhau ạ. Cô gái nhỉ? Cái này cũng giống như mình uống rượu ha. Vâng. 1, 2, 3, đô. Cảm ơn, chào anh đi. Vâng. Cho em mượn lại cái nãy. 2, 3 là đúng quê em đấy. 2, 3 Hà Giang đấy. Dạ. Đâu giao lưu với xe đầu kéo gái. Vâng, vâng. Hai lần đến Hà Thành quán rồi nhưng mà anh em chưa gặp nhau. Đáng ra là mình cũng không có uống rượu gì. Uống rượu là rượu mà bia là bia là thôi. Bây giờ uống cái quán rượu thôi. Mình tối hôm qua là ngồi đến 2 giờ tối. Vâng. 2 giờ luôn à? Ô, trong này nhậu dữ thật. Thế là anh vẫn khỏe đấy, vẫn trụ được đến 2 giờ là khỏe đấy. Chờ các bạn nữ đến, bạn của Diễm với cả anh cua đến. Anh cua đến đúng không? Ngồi 2 mâm nữa, anh em lại tiếp. Mà chúc anh sức khỏe nhá, chúc Hạ Thành quán là làm ăn phát đạt. Vì là em đến là thấy lúc nào đông khách là rất là vui đấy. Anh okay. Em cùng trong lĩnh vực dư tốt đấy. Okay. Là khi làm ăn thấy anh em làm ăn được là rất là vui. Ok anh nhá. Rồi cảm ơn. Chính là
mời cô dâu chú rể, mời nè nè cung nâng ly giùm với cô dâu chú rể nè. Đây má ơi, đi ly thông vô. Cho anh chụp tấm hình đi rồi mình qua bên này. Rồi mời vô nè. Rồi ok nha. Hai ba. Ok. Nè xô đi, xô luôn đi. À, xô đi, xô đi. Hai ba nhá. Hai ba nhá. Mới đám hỏi thì đã đẻ được chưa? Hà Giang nhá, Hà Giang ơi nhá. Hai ba, vô. Hai ba, vô. Hai ba, vô. Hai ba, vô. Hai ba. Lên vô nè. Diễm ơi, Diễm ơi, Diễm ơi, chú rể ơi, Diễm ơi. Hai ba, vô. Hai ba, vô. Hai ba. Bay mà. Phong trào em sẽ qua bên đấy. Không, anh biết rồi, nhưng mà phong trào chỗ này hơi kém. Đây là chỉ hô 1, 2, 3, chúc mừng thì không thôi. Do là cái gì nhỉ bằng cái này cho lại luôn. Ai? Chụp có bảo anh. Rồi cho mình chụp tấm hình nè. Rồi mời đứng vô luôn, Rồi đứng chen vô nè, mình chụp tấm hình nha, cho chứ. Nào, cửa lên nào. Lấy đem ra giật ra. Rồi đúng rồi, đây nè, mời cả nhà mình nè, nhìn về máy đi. Rồi ok. Rồi nhà mình lớn nè, để phải hết mình với anh nha. Nào vô đi, vô lên, vô lên. Cuối năm anh Hải ơi. Đây cuối năm tí nè. Không được dùng em ơi, Hải ơi. Rồi cho mình một mọi người nghe nội dung nhá. Một tôi hôn, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Ok nha. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. 2, 3 ba lần chung tiếng. Nè nha. Sau một ngày đám hỏi của em Phạm Dũng và em Phan Diễm, phải nói rằng ở cái sân khấu này đấy, trong cái sân khấu này, các bác nhìn thấy anh em đang nhảy múa toán loạn hết cả lên đấy, rất là vui đấy, vui lắm. Anh Hải rồi là các anh em đấy, rất nhiều các anh em YouTuber, rồi là anh Mách đấy, lực sĩ đấy, giao lưu. Và đến giờ thì buổi chiều các em nó cũng về hết rồi, mọi người cũng về hết. Giờ còn mỗi Thắng ở đây đấy. Và anh Hải thì ngủ rồi. Phạm Dũng cũng đi ngủ rồi. Phan Diễm cũng đi ngủ hết rồi đấy. Hình như còn mỗi Song Hỷ là thức này đấy. Hay là bếp trên bàn giúp đỡ dọn dẹp Mã Văn Tài đấy. Lúc ban ngày thì nó nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ xuồng ghe lại đỗ lại hết rồi đấy. Mọi người say hết rồi
đấy, vui vẻ. Rồng vẫn quặp đầu đấy, phượng vẫn múa đấy. À còn song hỷ vẫn ngồi đây đấy, vắng hết rồi đấy. Các bác nhìn thấy buổi chiều. Chào song hỷ nhá. Đấy, song hỷ chịu khó lắm đấy, đấy. À, đấy, à, xong thì còn dọn dẹp cho gia đình với cả bác, hai bác sân khấu ấy, dọn hết rồi, tan hoang hết rồi, không còn gì nữa, phía sau hậu trường ngủ hết, mỗi người một ghế, có người thì nằm ghế, có người thì nằm ở buồng luôn đấy. Nó nhìn thấy ngủ quá, biết gì ngủ ghế ngủ quay đi. Vắng hết rồi. Đây là khu vực dưới bếp này, bà Su. Đằng sau nhà Diễm có một cái ấy rất là rộng. Đấy. Hậu trường dọn dẹp, anh em đi nghỉ hết. Hẳn một cái cánh đồng rộng này. Rồi, thắng kết thúc video nhé. Một ngày rất là ý nghĩa ở Long An. Tuyệt vời. Và có những kỷ niệm cùng các anh em YouTuber tại đây. Rất nhiều các anh em bạn bè về đây cùng chung vui. Mấy cả em Dũng với em Diễm. Nói rằng là không có gì là vui như vậy. Một ngày thuộc dạng là tất bật luôn. À, đi hết rồi. Thắng ở đây chắc là chỉ khoảng tầm độ sớm ngày mai, không để tí nữa đêm Thắng cũng sẽ di chuyển lên. Và đi đâu thì các bác sẽ theo dõi video tiếp của Thất Thắng. Thắng sẽ di chuyển tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.